Top phim hot nhất Darwin năm 2023, Dương Tử bị Bạch Lộc xoắn ngôi top 1. Phim của Dương Tử, Bạch Lộc, Thành Nghị đều lọt top những bộ phim hot nhất Darwin 2023 với lượt xem lên tới hàng chục tỷ. Darwin là nền tảng mạng xã hội khá phổ biến và được yêu thích tại Trung Quốc. Tuy không phải kênh chiếu phim chính thức nhưng những video ngắn được cắt từ phim vẫn thu hút lượng người xem khổng lồ, tạo ra giá trị thương mại và truyền thông lớn. Mới đây, blogger giải trí đã liệt kê danh sách những bộ phim có lượt view cao nhất trong năm 2023. Không bất ngờ khi bảng xếp hạng này gồm toàn những cái tên quen thuộc gây sốt suốt thời gian dài. Phim của Bạch Lộc vượt mặt Dương Tử về lượt xem trên Darwin. Theo đó, Cuồng Phong là bộ phim được xem nhiều nhất trên Darwin với lượt view vượt xa những tác phẩm còn lại, khoảng 80.75 tỷ view. Đây là bộ phim có đề tài chính kịch được yêu thích nhất 2023 của màn ảnh Hoa ngữ. Ngay sau đó, nhận bộ phim của dàn tiểu hoa tiểu sinh lưu lượng trẻ như Trường Nguyệt Tấn Minh 32,53 tỷ, Trường Tương Tư 30,79 tỷ, Liên Hoa Lâu 23,78 tỷ, Đi Đến Nơi Có Gió 21,45 tỷ. Điều khiến khán giả bất ngờ là bộ phim do Bạch Lộc, La Vân Hy thủ vai lại có lượt xem cao hơn cả tác phẩm đại bạo của Dương Tử. Xét về cả chất lượng lẫn nội dung, Trường Nguyệt Tận Minh đều thua Trường Tương Tư. Nhiều người cho rằng phim thu hút nhiều lượt tìm kiếm là bởi phong cách đôn hoàng bắt mắt, tạo hình đẹp độc đáo của dàn diễn viên chính. Năm 2023, Bạch Lộc có tới 3 bộ phim lên sóng thì cả 3 đều lọt top phim được xem nhiều nhất trên nền tảng Darwin. Có thể thấy giá trị thương mại, truyền thông của nữ diễn viên không thua kém bất cứ tiểu hoa 9X nào như Dương Tử hay Địch Lệ Nhật Ba. Những bộ phim có lượt xem dưới 20 tỷ view được đề cập trong danh sách: Dị Ái Vi Danh 19,42 tỷ, Vụng Trộm Không Thể Giấu 17,83 tỷ, Vân Chi Vũ 15,48 tỷ, Ninh An Như Mộng 15,13 tỷ.